Ngân hàng Nhà nước đã chính thức gia hạn thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng nữa, tức là sẽ kéo dài đến hết năm 2024 thay vì kết thúc ngày 30 tháng 6 tới. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời gian thực hiện chính sách tại thông tư 02 về cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng theo dõi tình hình thực hiện thông tư 06/2024/TT-NHNN kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ chủ động điều hành tăng trưởng tín dụng nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đúng trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng.